Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 2, 2022 âm lịch, gia đình bác Phạm Bình Tây có đến chùa Hiệp Hòa tự lễ Phật viếng chùa. Vào lúc 9 giờ, hai cụ ông Phạm Bình Tây và cụ bà cùng với các con và các cháu đã đến. Trong chuyến đi viếng chùa này, gia đình cụ Phạm Bình Tây có đem theo 175 phần quà để cho bà con nghèo trong xã Hiệp Sương, mỗi phần 10 ký gạo và một thùng mì, mỗi phần trị giá 180.000 đồng, tổng trị giá 31.500.000 đồng. Số quà này sẽ được phát cho bà con nghèo xã Hiệp Sương vào ngày thứ hai, nhằm ngày 19 tháng 2, 2022 âm lịch. Thật cảm động với tấm lòng từ bi bác ái của gia đình, cụ Phạm Bình Tây đã hỗ trợ tích cực, nhiệt tình giúp đỡ người nghèo của xã Hiệp Sương bớt đi phần nào túng thiếu mà Đức Thầy đã dạy. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới lạ. Hay là nhà nghèo giả tở như bào, vợ đau con yếu phương nào cho ăn. Cả kêu cùng khắp xóm làng, mấy ông điền chủ cứu nàng mới qua. Làng gần chí những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau. Ngày nay tốt phước săn vào, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Lời của Đức Thầy. Qua lời dạy thâm thúy của Đức Thầy, cụ Phạm Bình Tây đã thấu hiểu và biết được tâm trạng của bà con nghèo đang cần sự giúp đỡ, nên ông và gia đình đã vui lòng ủng hộ một chút quà. Đó là tấm lòng chân thành của gia đình, thật đáng trân trọng. Quà đã đem đến và mọi người cùng tiếp đem vào bên trong. Ủa nó có máy chạy lên hả chị? Kính thưa quý vị, hôm nay thì gia đình của anh Trúc có đưa cha mẹ đi viếng chùa. Cái này là cái chiếc xe này cũng rất là hay nghe. Ủa nó đang chạy đó, nó đang hoạt động đó hả? Dạ, cũng hay quá ha. Xe này bấm nút chạy lên quý vị ơi, cũng rất hay. Này là bác gái nè, mẹ vợ của anh Trúc quý vị. Là bà Bình Tây. Bữa nay thì bác trai với bác gái Bình Tây, cha mẹ vợ của anh Trúc đi viếng chùa nha quý vị.
Dạ chúc cúng luôn anh chúc. Cái tôi vậy đây là ba mẹ của anh Trúc ô vậy. Hôm nay hai bác đi chùa để Phật. Kính thưa vị, gia đình của bác Bình Tây chuẩn bị làm lễ cúng tại ngôi cho thờ nha quý vị. Rồi làm lễ tự nhiên đi anh. Kính thưa quý vị, bây giờ bác Bình Tây sẽ đến bàn nước Phật Di Lặc nha để làm lễ. Rồi lấy ghế cho bác gái ngồi. Nhắm tới luôn đi anh. Tới chút xíu nữa đi, tới chút xíu nữa đi. Rồi các anh với các chị ở phía sau. Qua đây anh chị. Bàn số 3. Dạ. Bác Bình Tây đã đến bàn số 3 nha. Bàn này là bàn Đạt Ma Tổ Sư. Rồi gia đình cùng làm lễ. Đánh như này rồi. Rồi, mời gia đình tới bàn Quan Âm Nam Hải. Từ từ bác đi. Ở đây. Quay lại anh Trúc. Ba mẹ phía trước, các anh chị phía sau. Giờ nguyện giấy nha, nguyện giấy luôn nha. Đây ơi, nguyện giấy Phật Bà gia hộ cho mình nè. Chắp tay đưa lên trán nguyện. Rồi xong. Mời quay lại. Con nè. Giám hậu nè.
rồi để thăm chút xíu đi rồi. Rồi. Trong thương nhân đó. 67 á. Dạ. Rồi chị đi theo phái đoàn cúng luôn đi chị. Nha. Quay lại mình kính lễ đức thầy nha. Đây là phía sau lưng. Từ. Nhóm tới đứng hàng ngang cho đẹp nè. À, hiện giờ gia đình của bác Bình Tây chuẩn bị kính lễ thầy. Anh nằm luôn đi chung cho kính lễ đức thầy. Đây là chân dung đức thầy nè quý vị. Tới bàn nào anh ba đưa? Vậy là mình đi thẳng vào bên trong cái bàn số 6. Bàn này là bàn của Đức Phật thầy Tây An. Nhóm ngang đi cũng được, có gì đâu. Nhóm ngang không sao hết. Được, không có sao đâu. Rồi, nhóm lên, mình nhóm xe lên một chút cũng được. Đây là bàn thờ của Đức Phật thầy Tây An bác ơi. Dạ. Quỳ xuống, tất cả quỳ xuống đi. À, gia đình của bác Bình Tây và các con đang làm lễ trước bàn thờ của Đức Phật thầy Tây An. Rồi lại luôn. Xã Ba Xã chính giữa. Rồi trở lại quay sau phía sau lưng có chân dung thầy nữa. Chân dung thầy phía sau chỉnh lại. Giếng là cái chuông hả? Cái chuông này là sao đây? Chút nữa nổi nha. Tỉnh luôn nha. Dạ. Rồi. Tỉnh mà không biết. Qua đây. Dạ. Đẹp quá. Rồi bây giờ anh nói cái nguyên nhân của cái chuông này tính sao đây, nói cho trong phim biết rồi. Gia đình biết không? Rồi. Chung này thì đây mình ở đây mình cũng không có xài, tức là mình xài cái lớn. Rồi. Hôm nay cũng cho gia đình của cô sáu mười sáu, tức là gia đình có họ hợm đó. Thì như ông Trúc, rồi chị Chi Chi thì đã cho tỉnh cái chung này vừa để thờ cúng thôi. Còn cái tiền bạc thì không. Mình không có nhận tiền. Dạ. Vậy là không có nhận tiền cúng lại. Dạ. Còn có phần cái chuông là không có. Dạ. Cái này thì ba. Chúc đi, chúc nói, chúc nói, chúc mình hãy nói. Chúc chứ. Ba nói trước nè. Gì? Không, đây là gia đình của bác Bình Tây. Hôm nay được đến đây viếng chùa Hiệp Hòa Tự. Thì từ trước giờ bác Bình Tây về Việt Nam mà cũng chưa có dịp để đi viếng chùa. Hôm nay thì duyên rất lành mà gia quyên gia đình đi đến chùa để mà lễ Phật. Thì cũng nhân dịp này thì trong chùa tức là
đại diện ban trị sự, đại diện ban quản tự là anh Ba Đưa có tặng cho gia đình chú Bình Tây, bác Bình Tây một cái chuông. Thì chuông cũng thấy đẹp đâu quý vị, để tôi quay cái chuông chút xíu. Đại Hồng Chuông hả? Cái này là Đại Hồng Chuông. Tại vì Đại Hồng Chuông này không có xài, trong chùa có một Đại Hồng Chuông lớn rồi, thế nên tặng cái Đại Hồng Chuông này cho gia đình. Mà anh Ba Đưa có nói là tặng, đặc biệt là tặng thôi, chứ không có không có nhận tiền. Có nghĩa là tặng cho gia đình. Ở vậy là xin mời bác. Khi mà được anh Ba Đưa đại diện chùa tặng cho bác cái Đại Hồng Chuông thì bác có suy nghĩ gì không? Dạ, tôi xin đại diện cho khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở cái vùng tôi. Cảm ơn trong ban quản tự chùa này hiến cho cái Đại Hồng Chuông. Tôi xin thành lại cảm ơn nhiều. Dạ. Chúc con cháu mọi cháu thì anh chị cũng sức khỏe và lo tu hành tinh tấn tới ngày viên mãn. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Cái này mình đã được sao? Dạ, bây giờ khoan. Bây giờ em vừa nghe cái anh phía sau lưng anh nói là để tôi đại diện gõ Đại Hồng Chuông cho gia đình nghe, và cũng là cái điều để mình học để về mình gõ, phải không? Kính thưa quý vị, mà hiện tại thì trong phong cảnh này cũng rất đẹp nên chúng tôi xin chụp một đôi hình để làm kỷ niệm. Kính mời gia đình của chú Bình Tây tươi vui chắp tay chuẩn bị chụp hình. 1 2 3. Không ơi, giọng như cho luôn, kệ. Bác nghe cái chuông này nó xanh hơn cái chuông kia. Không ơi, mình giọng đi. Chị là thôi đó hả? Đây là ngôi thờ của quyền. Gia đình của bác Bình Tây chuẩn bị làm lễ. Kính mời quỳ xuống đọc bài cứu quyền. Chắp tay đưa lên trán. Cúi kính dâng hương. Xá Mộc Xá đứng lên. Xá Mộc Xá chắp tay gầu ngực đọc tiếp. Pháp nơi cổ hải liên đài được lên, mong nhờ tất cả về trên tổ con y mẫu những bàn của tu. Năm mô Xá Mộc Xá quỳ lại.
Rồi kính mời gia đình của bác Bình Tây chở qua bàn thờ phía số 7. Rồi anh ba đứng góc bển, anh ba nói lý do sao có bàn thờ của bác Đức Ông Đức Bà cho anh ba đưa. Kính thưa gia đình của bác Bình Tây, thì đặc biệt chùa Hiệp Hòa Tự có ngôi thờ của Đức Ông Đức Bà. Lý do sao mà chùa mình có đặt ngôi thờ này? Kính mời anh ba đưa đứng gần chút xíu, anh cho biết lý do tại ngôi thờ là tại chùa Hiệp Hòa Tự có ngôi thờ. Cái chùa này cũng có chùa Phật cũ rồi, nhưng mà sau khi này là Đức Ông cũng tới lui làm ruộng ở gần đây nè, bên cánh đồng đây, thì Đức Ông mới qua rồi là để đặt lại cái chùa mới, cái chùa và trước là cái đình và rồi cũng có cái chùa nhỏ nữa, nhưng mà rồi Đức Ông mới lập lại xây cách là cái chùa mới. Chùa mới là nó nằm ở kế đây là cái bên hậu trường đó, rồi sau này nó bị hư, nó xuống cấp đó, rồi cái nhà nước người ta mới thấy được, người ta mới mình báo nó rồi mới cho mình xây dựng lại mới được cái chùa này. Thì vậy là một cái tên thì là hồi xưa dạ cũng Hiệp Hòa Tự. Dạ cái đó Đức Ông đặt đó. Đức Ông đặt Hiệp Hòa Tự. Dạ vào năm nào vậy đó. Mình cũng không quên quên nhớ. Dạ, lúc đó còn nhỏ. Dạ. Chưa biết. Dạ dạ. Thành ra tại chùa Hiệp Hòa Tự có được thôi. Đây là ngôi thờ của Đức Ông Đức Bà. Đức Ông là Quỳnh Công Bộ, Đức Bà là Lê Thị Nhậm nha quý vị. Đức Ông Đức Bà với lý do là nhờ cái công đức của Đức Ông Đức Bà mà mới ở đây có được ngôi chùa, nên chùa Hiệp Hòa Tự có đặc biệt có ngôi thờ Đức Ông Đức Bà. Vị kính mời toàn thể với trong gia đình của chú Bình Tây làm lễ trước bàn thờ của Đức Ông Đức Bà. Không, mình lại luôn vẫn được bình thường. Lại thôi. Hướng này đi, hướng này. Kính thưa quý vị, hiện giờ gia đình của bác Bình Tây đã đến đại hùng chung ở trong chùa. Nguyện vọng của gia đình thì cũng muốn nghe được một hồi chuông trong lúc này, nên anh ba đưa đã cho anh trong chùa để mà chuẩn bị để mà gõ chuông, gõ đại hùng chung. Vậy kính mời quý vị đồng lắng nghe một hồi chuông bắt đầu. Thank you.
Kính thưa quý vị, hiện giờ thì chúng tôi xin được quay một đoạn phim để làm kỷ niệm và chụp một bôi hình lưu niệm. Kính mời toàn thể quý vị đồng chắp tay niệm Phật. 1 2 3. Nói chung là hiệp thương của chúng con có phước lắm nha. Bữa nay được hai bác đến giếng xã Hiệp Sương, đặc biệt là gia đình của bác Bình Tây cùng với mấy chị hôm nay tới chùa Hiệp Sương cúng, rồi lại là đem theo 125 phần quà để cho người nghèo. Thiệt tình là chúng con hết sức là quý trọng cái tinh thần của gia đình của bác Bình Tây và các anh chị. Thì Hiệp Sương rất vui mừng, nhất là ông trưởng ban trị sự xã Hiệp Sương sáng giờ mừng lắm, ông lính quýnh ông đi ông lo đủ thứ chuyện để đón tiếp đoàn. Thì giờ phút này thì quà đã đem vô chùa, tụi con đã nhận rồi, và giờ đây thì cũng đón tiếp được hai bác và anh chị để mà đến đây làm lễ Phật đã xong. Thì chúng con thì chút xíu thôi, chắc có lẽ là con phải nói anh Ba Đưa có đôi lời đáp tạ, nhưng mà giờ phút này thì con muốn nghe lời của đôi lời của bác Bình Tây, bác trai có đôi lời trong lúc này cảm nghĩ sáng giờ đi chùa như thế nào, bác vui không? Dạ thành thật, tôi thưa bà xã tôi nè, cháu nội của bà chị Đức Ông, Đức Ông là trọng tôi là cháu nội của bà hai, chị thứ hai của Đức Ông. Dạ rồi thành phần tất cả đây là con cháu rồi sẽ đi giới thiệu không phải thân tộc của Tổ Đình đó. Vậy dòng họ của Tổ Đình rồi. Sáng giờ bác thấy vui không? Vui, thấy cảm nghĩ gì thấy vui, thấy chú, thấy vui muốn chú nước mắt. Dạ. Về đánh địa đỡ tâm phần lắm. Tôi bỏ xứ đi 40 năm, cái giờ về đỡ tâm phần lắm. Năm nay bác được nhiêu rồi? 91 tuổi. Ồ, lớn quá rồi. Rồi bác gái nhiêu? 89 tuổi. 89, nhỏ hơn bác trai 1 tuổi. Tuổi nào? Thua bác. Bác gái mừng không bác gái? Sáng giờ đi chùa thấy mừng không? Sáng giờ đi chùa mừng không? Mừng, quá mừng rồi. Gặp quê hương còn mừng trái em. Được lại Phật, gặp thầy. Gặp Phật, cái đức thầy cũng mừng trái em. Dạ. Chí Đức Ông nó cũng mừng trái em. Dạ, dạ. Vậy ba về được các Phật ba mừng phải không? Dạ. Thì nó bỏ. Dạ. 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 Là ba từ sáng giờ ba về đất Phật là ba vui phải không? À, vui lắm. Còn sống giờ này nhẹ nhàng lắm không? Là con gái vui. Dạ dạ. Tôi đã thấy cái bộ mở thấy cái chùa này là mình thờ cúng gì mình thấy có được phù hợp không? Rất là trang nghiêm. Dạ đúng đúng là như thế Phật giáo hả? Mình thờ như là bạn. Dạ. Rất là đúng đúng là tôi chỉ phải không? Đúng anh Trúc ơi, anh Trúc. Bây giờ cho em có đôi lời cảm nghĩ của anh trong cái buổi đi chùa hôm nay. Anh đại diện gia đình là cũng là trưởng đoàn hướng dẫn cho gia đình mình đi chùa, nhất là đặc biệt là có hai bác, thì sáng giờ anh có cảm nghĩ gì anh nói đôi lời. Dạ, từ ông dài thì qua cái lời mời của ông hội trưởng thì ông ba ông khỏe, do đó là tất cả anh em đều đồng ý với nhau là hôm nay là ngày rằm ông ba đến viếng chùa để nhớ lại những kỷ niệm chùa này xưa do Đức Ông thành lập, và đồng thời cũng để mà ngày rằm ông ba muốn đi để mà lại Phật
cúng về ông ba với thỉnh cái chuông. Ông ba đã ước nguyện là mạnh lành, là về đất Phật ông ba sẽ đi chùa ha, để mà đồ thầy chùa mà do Phật giáo và ổng mình thành lập. Do đó ông ba rất là mừng và gia đình cũng rất là mừng. Hôm nay mới có dịp để mà đi để mà cúng Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cho chàng pháo tay. Quá hay. Rồi. Chút xíu đi, chút xíu đi, tính nữa. Rồi, giờ kính mời hai bác Bình Tây cùng với chùa anh trưởng ban mời đến phía sau để mình nhà khách mình dùng cơm trong buổi này. Vậy kính mời rất là cảm ơn chùa ban quản tự đây và dượng ba với dì ba đã tặng cái chùa đại hồng chung cho ba, thành ra đó là một điều rất là quý và cảm ơn rất là nhiều. Dạ là cảm ơn ban quản tự chùa này, cảm ơn dạ. Cái này cũng là kỷ vật của chùa. Dạ. Rồi, cũng không có gì. Dạ, kính mời gia đình chúng ta mở áo tràng ở đây ha, để rồi mình đi dùng cơm. Ở đội xe này cũng rất đặc biệt. Đội xe này ở đây hay là ở bên bển anh em về? Dạ. Việt Nam mình chắc chưa có rồi nha. Rồi qua đây hướng này luôn đi anh. Ha, qua đưa. Chụp mô hình quá nè. Quay lại. Rồi. Dạ dạ. Kính thưa quý vị, hiện tại gia đình của bác Bình Tây đã ra trước cửa chùa. Đã xin chụp một mô hình để làm kỷ niệm. Thì kính mời toàn thể quý vị đồng cười tươi. Hai bác cười tươi chuẩn bị chụp hình. 1 2 3 kính thưa quý vị, đây là ban hậu cần của chúng tôi, ban hậu cần của chùa Hiệp Hòa Tự. Bữa nay thì đặc biệt có mấy em quỹ ban vô nấu tiếp nữa bằng đại khách. Ôi Mông Thu. Rồi bác, hai bác mình tự cầm bút đưa không ta? Được. Được hả? Xin lỗi, xã đến con.
Bí thư Lê Xuân Anh á. Thấy nó nói bà đăng ký nhà đó. Dạ. Chỉ có hai chuyện nên làm thôi. Một là làm từ thiện, hai là lo tu. Thấy đông vui lắm. Không mà mình sao cũng được. Dạ dạ dạ. Anh ba ơi, bữa phát quà đó anh đại diện anh qua được không cho vui? Bữa phát quà. Ừ. Không biết nữa bởi vì ông già nhiều cái ông bệnh. Ờ vậy đó. Phải dưới bả để mà chăm sóc mới được. Vậy đó hả? Mình đã làm không nổi. Dạ dạ. À, nhưng mà nữa chú đại diện đi. Dạ. Cậu đi mở cái gì cho nhà phải không? Dạ, không còn khỏe lắm. Dạ, cậu. Đang bị ngay cái đầu gối luôn. Đi không có rửa. Dạ, tức. Như vậy là vô ăn cơm mà nghỉ đọc giảng quá hay vậy? Vậy hả? Thôi vậy cũng được. Đây là anh em là đọc giảng viên của chùa Hiệp Hòa Tự đây quý vị. Rồi có anh Đỗ mình là chuyên gia gia bảo nè. Rồi chào, mời dùng cơm ngon lành. Dạ. Anh này là anh Long nha quý vị. Trưởng ban chữ thập đỏ, xe chữ thập đỏ. Trưởng ban xe chữ thập đỏ. Đã muốn né rồi, giới thiệu. Vậy là hân hạnh được biết Lâm á. Không muốn để đó con ạ. Ăn coi chút cũng được. Xúc thích rồi. Ô anh kế mình vô tới kìa. Thank you.
Nó có cái đường dây đó. Bác thứ mấy? Thứ sáu hả? Bữa nay bác ăn cơm chùa ngon không? Ngon nhất. Cơm chùa đâu có gì bằng. Ăn cơm chùa thấy ngon quá. Khỏe không bác? Cho mình thấy khỏe không? Khỏe. Dạ. Nhưng mà hôm nay tôi bị cảm là đau. Bữa nay khá. Hôm nay bị cảm lạnh đau tử. Nó trở ngại hết sức kìa. Cái phần cái đầu gối tôi nó bị hư, nó mòn. Cái trắng trắng mà nó dán theo cái đầu xương đó. Mấy cái đó nó mòn mất hết trơn à. Ra phải hai đầu gối tôi giờ đi không có được. Đấy, đi bằng cái xe lăn tay. Khổ sức. Con năm nay 91 tuổi. Ra giàu sống mà nó cái cảnh đi đứng nó khó khăn, nhưng mà bữa nay ráng đi bị ra đó chùa Hiệp Sương ra đó đi cho biết. Cái ngôi chùa này á là mình được ban trị sự trung ương Phật giáo Hảo là làm chùa mẫu luôn đó bác. Nếu mà Phật giáo Hảo mình đó, sau này có cách chùa đó để cắt cái mẫu đi ra gì nè. Vậy tốt quá. Tại vì nói chung là mình ở đây có ngôi chùa cũng được làm chùa mẫu cũng quý à. Hồi trước á đức thầy không cho lập thêm, nhưng mà bây giờ dân chúng đông thì lập thêm tôi nghĩ rất được. Nhưng mà nhất là tiền bạc lạm dụng không nên, cái điều cấm kỵ. Còn của mình ở đây trung thành với đạo. Mẹ con xem sao nhiêu? Sao nhiêu hả? Dạ con bà Bảy trong Hưng Nhơn đó. Thì đó cậu nói đó, mẹ con ra mua cái mu di mà kêu bằng cái mu ni đó. Cậu nói với con đó. Giờ lâu quá cậu quên. Dì tá nó mất rồi. Tấm lung á. Dì tấm lung là dì ruột phải không? Dạ, vậy cũng như là má của dì tá thứ Út còn ngoại con thứ Bảy. Vậy là con cháu của dì Bảy. Dạ, con cháu của bà Bảy. Ở bà con luôn. Bữa đó chị Ba nói nó cũng sáu bữa nay nè, ra chùa nè. Làm cho biết cưng rồi thôi cưng đi. Cái hổng dài rồi con đau con không có da nữa. Cậu không có nhớ. Dạ. Vì Bảy, vì Sáu. Giờ bà Út như vậy đó. Dạ. Nhà trước không cấp như có mới đi hay gì đó. Chắc về lần đầu cái gì hả? Dạ không biết lần đầu hay là hả trước đi không biết nữa. Tại đám dỗ gặp đó. Có nghĩa là gặp vừa. Thì gặp rồi đó, biết đầu nhưng mà gặp lại đó. Dạ. Ủa sao có ở đây đó, lắm dỗ có ở đây nữa. Phải biết vậy, hồi lúc chị bệnh nó về vô trong chùa này chơi vậy. Dạ, đâu có biết đâu. Tụi tôi, đây là hai chị ở đâu lắm?
ở Hòa Hảo, chùa ăn Hòa Tự. Hòa Hảo. Dạ. Rồi sao quen với ông bác Bình Tây vậy? Mới nghe nói ông bác nhưng mà xưa mà kể kể gì rồi, không? Rồi ta kể với ông đó rồi. Coi như bác là có tiếng ở Mi Lương phải không? Dạ. Có nghe kể phải không? Dạ. Rồi chụp chi bộ hình ngang, đứng lại. Rồi nhân dịp nghe cái tiếng lâu rồi, mà bữa nay là nghe tiếng mà chưa thấy hình. Dạ. Bữa nay thấy hình, thành ra chụp bộ hình làm kỷ niệm luôn. Dạ. Chuẩn bị 1, 2, 3. Con có qua nhà bác nha, cũng lần đầu tiên đến nhà gặp quang cảnh rất là đẹp, rồi có vô thăm bác trai, nhưng mà chúng con tính vô thăm bác gái thôi, mà có một điều lúc đó bác gái trong mình không được khỏe nên tụi con không có vô thăm. Cảm ơn. Dạ, tụi con chỉ nghe tiếng thôi, bữa nay tụi con thấy hình rồi nè. Nghe tiếng mà không được thấy hình. Từ đầu tới sau cùng, cảm ơn cháu luôn. Dạ. Nói chung đó là con cảm ơn bác á, bữa nay bác đi thăm chùa, mà viếng Hiệp Sương. Mà thấy Hiệp Sương là xứ quê mùa. Đi thăm bà ngoại có vua Cà Na. Ở ngày xưa là có đây, ở đây có Cà Na. Mười mấy tuổi tôi đi Hiệp Sương hoài à. Có hả? Vậy biết Hiệp Sương? Còn nhỏ. Dạ lúc đó đi Hiệp Sương hái cà na hay gì bác? 14, 15 tuổi đi Hiệp Sương hoài. Hái cà na hay gì? Có hái cà na không? Đi Hiệp Sương có hái cà na không? Có. Ừ. Có nữa. Bà biết rồi. Giờ có cà na không? Không ăn đâu được đâu. Giờ cà na kiếm. Ở đây giờ cà na dữ lắm mà. Cà na thì như vậy. Chị ăn bữa nay đem cà na chứ lắm vợ. Nên cà na chứ như vậy. Cà na sao ăn nó chắc chắc. Chú chắc chắc. Chú chắc chắc. Chú cà na. Tùy người muối nữa phải không? Làm ơn cháu nha. Dạ. Nhà ở hẻm chùa ăn Bà Tự, kế bên chùa ăn Bà Tự hẻm 38 sau hậu chùa. Cô gì? Đây là bác Bình Tây, anh Ba Đưa và bà xã Ba Đưa cũng ngồi kế bên. Vậy là sẵn đây anh Ba Đưa giới thiệu lý do bà con cách sao đây? Dạ, tôi là cậu vợ của Ba Đưa. Cậu vợ hả? Cậu bà con ruột. Dạ. Mẹ tôi thứ ba, ông ngoại của cô này thứ năm. Gì hả? Em dạ. Ruột. Dạ, dòng họ ruột coi. Đại khái vậy thôi. Dạ. Dạ. Đó thì cũng biết ông biết tại sao, nhưng mà ông đi qua Mỹ lâu quá, 40 năm hả cậu? 40 bây giờ mới gặp lại, chứ hồi trước thì đám dỗ thì cũng có mà lâu lắm có gặp được con 6 lần à. Bây giờ là gặp lại quá mừng luôn. Hồi đó Ba Đưa đâu có già gì hết chứ bác. Đâu có già gì đâu. Bây giờ không có râu rồi. Đó con cháu còn ở trong này là đó là đương đám nói. Đương đám nói hả? Chưa cưới hả? Đám nói rồi. Dạ. Về chợ đám dỗ mới gặp chị Kim Chi là chi á, mới gặp con khác chợ đám dỗ chị ngoại á. Rồi mới gặp. Tại của bà, giờ là chỗ số 7 á. 6 mà 91 tuổi rồi còn được minh đẳng gì là quá quý quý luôn rồi. Cũng nhờ là anh chơi tài khoản của ban bố phước lành. Cậu là tới ngày lâu qua đại hậu thì cũng mình có mặt trên con cháu. Dạ. Giao hậu còn hoàn thiện còn hồ. Dạ. Tuy sắc mất là hồng chi trắng mất đâu. À, tại nói vậy mà. Mà kiếm hồng tài sắc tài mất. Không mặt rất yên lành. Dạ. Cái khác rồi không biết giữ đâu, chắc gì được. Dạ, đúng rồi, con nói đó là mình
chỗ cái số của dạ, đúng rồi. Có cái số. Nhưng mà mình có tu thì nhưng mà con nói gì nè, kêu ông chồng con á điện cho ông cô lãnh xuống thăm cô bảy, thăm cô sáu, ông nói sao chút kiểu không được đâu. Quá rảnh nữa không chạy xe ông xuống chút đi gì. Dạ. Rồi nó thầm có rẽ xuống. Ồ vậy hả? Thầm có rẽ xuống là nó lớn vậy. Nó vậy để nó vào cái đoạn thiên vô. Nó vào đoạn thiên nó vô. Dạ lớn vậy nè. Wow. Đây là cây bồ đề đúng không chị ơi? Bồ đề ngày xưa là đọc ở lừng chừng bằng tiên phải không? Dạ, nó nằm trên đồng giữa. Chỗ nứt. Dạ. Thành ra để luôn bây giờ nó bự vậy nè. Mà chị thấy không? Nếu mà cây bồ đề mình trồng mà để đâu phải là qua mình phải cho cái chơi cái chảng nó rộng lắm. Cái nhà mát đó mà nhà mát còn gì? Đi ra ra đó. Cái này là chùa này giàu lắm nha. Chị ơi chị. Chị. Ra đây nè. Vô hồn nó bỏ. Cái đó hồn nó bỏ đó. Ngồ quá thế mát sao. Vô cái này nó vô lên này mình đắp rồi. Cái này là cái đó dạ, anh em đưa ngồi dưới góc bồ đề. Dạ. Cái này lâm vô. Cái này bồ đề nè. Bồ đề hay lâm vô? Bồ đề. Bồ đề hả? Bồ đề gốc của giờ mình nuôi cái bồ đề mình cũng lớn giống vậy. Mình cũng lên. Bồ đề mình cũng cao lắm. Vì nó ăn hiện tại sự tích cây bồ đề đằng kia kìa. Rồi bác Sáu đã ra ngoài đây hóng gió rồi quý vị. Phía sau chùa hậu chùa là một con sông nha quý vị. Bác Sáu đang đứng hóng gió phía ngoài chùa. Dạ con chỉ cho nó Sáu. Cây bồ đề phía trong đó bác Sáu thấy không? Dạ cây bồ đề đó ngày xưa đó là cái hướng đó là bằng thần thiên. Tại vì chùa xưa chùa cũ á quay hướng này nè. Rồi tại đó là bằng thông thiên. Rồi khi bằng thông thiên á là tự nhiên bị nứt cái chân cái đoạn giữa. Cây bồ đề mới mọc ra. Mọc ra cái hồng cái rễ xuống. Rồi cái khi mà dỡ chùa các chú vẫn giữ nguyên và để cái bồ đề đó từ đó tới nay giờ là bay lớn đó mới bác. Nguy quá, nguy. Ờ, mọc cái chân vận thiên. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Vào buổi trưa trời mát. Đây có một dòng sông chảy quanh ngôi chùa. Gia đình của bác Sáu Bình Tây của chúng con đã hiện giờ đang hứng mát và xin quay một đoạn phim kỷ niệm. Kính mời toàn thể gia đình đồng vui vẻ hướng đến máy quay phim chuẩn bị chụp hình. 1 2 3. Dạ, vậy đó hả? Rồi. Đây kính thưa quý vị. Rồi kính thưa quý vị. Hiện giờ mình quay một cái cảnh là cái nhà này là kêu bằng nhà thủy tạ hả? Gia đình mình muốn kỷ niệm lại cái cảnh nhà thủy tạ giờ chuẩn bị. 1 2 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong nước à. Xong nước. Con đề nghị bác Sáu làm bài thơ cảnh này đi. Bây giờ anh ba ơi, anh đọc bài giảng cho gia đình cùng nghe đi. Hả? Đâu có đâu, gia đình mình đọc có sao đâu. Đọc bài giảng nè, mấy em. Có đâu, bà. Hữu tình, Quỳnh Xuân lắc tận. Gia đình hòa thuận phúc trăm năm. Rồi. Thôi chào phúc ơi. Quay. Thơ này của Tố Hữu hay gì đó. Rồi, đứng đây, đứng ngành. Cảnh trong nước á. Rồi. Cảnh trong nước. À, kính thưa quý vị, kính thưa quý vị, hiện giờ chúng ta nên trở lại và hậu chuông vào lúc này. À, kính thưa quý vị, vào lúc này là 12 giờ 12 phút thì gia đình của bác Sáu là Bình Tây, theo gia đình của bác Bình Tây cùng các anh các chị đã ngồi nơi đây, là nơi là mới xong, có cái nhà mát thủy tạ rất là mát. Nhân dịp này chúng ta sẽ đọc lời một đoạn giảng để nhớ lại lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy. Vì là chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Hiền. Anh Hiền sẽ thành lòng diễn ngâm một đoạn mà của Đức Thầy chúng ta đã để lại. Trước khi anh Hiền lên diễn đàn, kính thưa quý vị, Vũ Linh đi hát kiếm tiền, giảng viên chúng tôi chỉ ghiền vỗ tay. Kính mời vị cho chàng pháo tay. Kính mời. Nam-mô-a-di-đà Phật. Thiền bát nhã sang sông, miệng ngoài gọi khách lòng trong. Phải nói là giấc chưa mà nghe đọc giảng thầy nó quá hay quá vậy ha, quá mùi. Này hay hơn bên cạnh. Hôm nay thì cái
75 phần quà cho cái hộ nghèo. Thì đây cho ban tổ chức, nhà ban quản tự chân thành cảm ơn gia đình của 16 và anh chị đến để giúp cho bà con nghèo ở xã Hiệp Xuân. Phải nói là xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng cũng chúc cho cậu vợ và trong anh chị cũng được nhiều sức khỏe và vì anh chị như ý sống 200 tuổi. Dạ, cho năm nữa. Hay quá. Cảm ơn nhiều mà. Làm việc lắm. Quá tốt. À, cái tôi gì? Hồi sáng giờ thì nói chung là cùng quê cũng có duyên được tham gia chương trình vào cái buổi gia đình của bác Sáu Bình Tây đi viếng chùa để quà tặng. Thì cùng quê rất là cảm kích tinh thần của gia đình của bác Sáu và anh chị. Đúng ra là mình sẽ có đôi lời cảm tạ rất nhiệt tình với tinh thần giúp đỡ người nghèo Hiệp Xuân và những xã lân cận. Nhưng mà đền đáp lại bằng cái đôi lời cảm tạ là Tùng Quê sẽ hết lòng quay những đoạn phim để dành lưu niệm có ý nghĩa trong cái chuyến đi của mình. Tùng Quê sẽ hết sức cố gắng để làm tròn cái bộ phận trách nhiệm của người làm phim. Cũng mong rằng ơn trên đồng gia hộ cho gia đình của bác Sáu, gia hộ cho anh chị, cho bác Sáu trai, bác Sáu gái được sống thọ 102 tuổi và các anh chị cùng bình an trong cuộc sống và thành đạt những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Tùng Quê có đôi lời. Nếu mà giờ ví dụ lỡ người coi phim người ta quay được mà ta không nói được vậy thì sao hết ta? Cái tôi gì chắc này bác Sáu đã rời khỏi nơi nhà mát và chảo vừa trong đang về cùng mắt anh chứ các chị. Cái tôi gì đây là hòn Đông Bộ nghe, có những cái cối xây tượng trưng cho ngày xưa. Cối xây này ông bà mình hồi đó xây bộ có gì sao còn không biết thôi đi vòng qua về luôn. Rồi, thôi mình lên đường vô đi cho bà con bác Sáu không vô hồi nãy nắng quá kìa. Vô. Nghe xe luôn hả chị? Rồi.